Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi điện thoại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Let's go. Super Fighter. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Stickman Dragon. Let's go. Mình ăn trúng độc rồi. Nhưng không sao. Yeah.
Let's go. Toàn quái vật khổng lồ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Sau đó đi. Let's go. Đây thì mình đã lọc ra được những tựa game fighter rất là hay. Lên level và đánh tắt level khác. Một thanh kiếm cấp 3. Wow.
235. So let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, sau đó có like. Let's go. Không biết mở được một cái gì đó. Wow, một tấm thẻ. Oh. Ok. Wow, ngon. Skin. So let's go. Sau này các bạn có thể đổi thêm nhân vật khác đó. Ok. Giờ các bạn có thể bắn đứng xa bắn thôi. Thank you.
bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Shadow Fire 3. Let's go. Wow, anh chàng này có vẻ khỏe không anh? Fire. Ba, giờ quyết định rồi. Bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Shadow Fighter. Let's go. Ok,
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Stickman Legend. Let's go. Thanh kiếm. Let's go. Yo, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Shadowfire 2. Let's go. Ok, chiến thôi. Shadow of Iron. Let's go. Fire. Huh?
Wow, một phát chết luôn. Ok, round 2. Oh my gosh, đã phải dùng dao ba rồi, hòa nhau. Ok, mình sẽ lùi lại. Rồi ba. You win. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.